Kính thưa quý vị, tôi vừa nhận được một bản tin của ông Thế ông ấy chuyển cho hay lắm. Nói rằng là theo như tin tình báo của Hoa Kỳ, Tàu Cộng rất sững sờ khi biết rõ ràng Putin không thể thắng được ở Ukraine. Và rất nhiều các quốc gia mua võ khí của Nga giờ này họ trả lại hết. Mà họ sẽ đổ dồn mà mua võ khí của Hoa Kỳ, của Anh, của Pháp, của Thụy Sĩ, Thụy Điển là vì võ khí của Nga toàn là cái thứ lỗi thời từ năm 1945 đến bây giờ. dao cùn súng gì. Lính của Nga giờ này chỉ là một lũ ăn hại, không hơn không kém. Theo lời tuyên bố của ông giám đốc CIA của Hoa Kỳ là William Burns đã xác định trong một cuộc họp báo rằng tàu cộng của Tập Cầm Mình bây giờ đang cảm thấy sốt bó, bấn xúc xích trước cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine. Và đó là cái lý do mà Tàu Cộng bây giờ không còn mơ cái vấn đề chiếm Đài Loan. Ông nói rằng là ngày nào mà Tập Cẩm Minh còn tuyên bố là chứng tỏ là để bốc phép. Giờ này Tập Cẩm Minh biết rõ hai điều. Thứ nhất, dù có mua chuộc được Joe Biden, nhưng mà nước Mỹ là một quốc gia không chấp nhận cộng sản. Tôi đã thừa với quý vị nhiều lần như thế. Hoa Kỳ không có chất đứng cho cộng sản. Dù cho đến một ngàn người ở Hoa Kỳ này thích kêu gọi như là Joe Biden, như là Joe uh, Soro, như là Bernie Sanders, như là con bé Alexandre Cortez. chúng nó chủ trương kêu gọi là vì sao? Chúng nó thuộc về loại no cơm thì dừng mỡ. Vì Cộng sản trên thế gian này không có một quốc gia nào hiểu biết mà chấp nhận Cộng sản Ngoại trừ những quốc gia nghèo, đói, rốt, nát Nếu không muốn nói cái chữ gọi là man dợ Còn những quốc gia người ta có học, có hành, có đầu óc, có trí thức, có trí thức Người ta không bao giờ chấp nhận Cộng sản Cho nên Cộng sản chết Quý vị nhớ Liên Xô Nhắc lại để mà chúng ta hiểu Cộng sản không thể nào thắng được Với một Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị Chả có một tách sắt Cách đây hai ngày Là cái ngày gọi là Lễ tuyên thể Của các cái vệ binh thụy sĩ Của Tòa Thánh Vatican Và cái vệ binh để bảo vệ Đức Thánh Cha và an ninh cho Tòa Thánh Là quân lực của Tòa Thánh Chỉ có là ăn mặc cho nó đẹp Xong rồi cầm cái xiên có thế thôi Không có súng ống nhưng mà cả thế giới đều phải sợ Đức Thánh Cha. Tôi nói một cách mạnh dạn mà không sợ bằng tiếng. Tại sao như thế? Là vì tất cả nền chính trị của thế giới đều tùy thuộc vào Đức Thánh Cha. Không có một lãnh tụ nào của thế giới đến thăm tổng thống nước Ý mà không vào chiều kiến Đức Thánh Cha. Và thì chỉ là một cái quốc gia nhỏ bé, chưa đầy một cây số rưỡi trong đó có sáu bảy trăm người nhưng mà là một quốc gia nắm cả thế giới đúng như kinh thánh nói rằng vua trên các vua rồi trở lại vấn đề tàu cộng giờ này không những không còn nuôi cái mộng chiếm để loan nữa bởi vì chúng nó ngoại trừ chúng nó đần độn thì không kể bởi sau khi nó đã hiểu rõ được hai điều thứ nhất là mỹ không chấp nhận cộng sản dù có bỏ hàng tỷ cho Joe Biden, cho thằng con Hunter Biden, cho thằng Bernie Sanders, cho Nancy Pelosi, cho Dianne Feinstein, cái lũ ăn hại này nó cũng không thay đổi nước Mỹ được. Thì tôi nói thí dụ đấy, quý vị nhớ cái luật phá thai không? Từ năm 1973, cái bọn nó gọi là cái bọn súc sanh, nó cho cái vụ phá thai là hợp pháp, cứ việc tự do. Đến bây giờ trên 80 triệu trẻ con đã bị giết. Một cuối cùng hôm nay lại lộ ra một bản tin Sáu bị thẩm phán tối cao pháp viện Trong chín vị Họ đang sửa soạn một cái bản thảo Để mà lật ngược cái án lệ Wade and Road Đã được xảy ra diễn ra năm 1973 Thế thì Một trong những cái người mà đã có nhân viên cho lộ ra ngoài Đó là bà Sotomayor tức là bà thẩm phán gốc Mỹ Tây Cơ. Có một người thư ký là luật sư đem bản tin nó ra ngoài cho Politico, cho Washington Post. Bởi vậy câu chuyện đã lọt ra ngoài và trong suốt một tuần nay quý vị thấy chúng nó đi biểu tình, chúng nó chửi bới nhất là mấy con bé mất nét. Nó tới nhà các ông thẩm phán, rồi các ông thẩm phán sợ nó đánh phải trốn. Nhưng bán thua gì? Người Mỹ người Mỹ người ta hiểu biết và cái luật phá thai sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải. Bây giờ rất nhiều tiểu bang người ta đã giới hạn vấn đề phá thai. Theo như Hillary, theo như Nancy Pelosi thì ngày mai xanh nở, ngày nay vẫn có giết được phá thai như thường. Nhưng mà với những cái người hiểu biết, thông đốc của Texas, thông đốc của DeSantis, thông đốc của các tiểu bang Cộng hòa vào khoảng độ 18 tiểu bang họ đã giới hạn cái vấn đề phá thai giống như ở bên Texas khi mà mang thai đã nghe cái tim đập của chợ bảo thai không được phá thai tức là trung bình 6 tuần lễ là không được phá thai The cũng thế và các tiểu bang khác cũng vậy Mississippi, Missouri không muốn phá thai mà vì cái chỗ mà người Hoa Kỳ ăn chơi chắc tán tội lỗi mấy con bé rất thích sướng xác mà nó không chịu trách nhiệm nó đã giết bảy tám chục triệu đứa bé cho nên giờ này nước mỹ đang bị trời phạt bị tạo ra cái thứ quỷ để mà nó nắm hành trận bởi vậy ông giám đốc William Burns nói rằng tập cầm mình bây mì giờ teo không dám nói cái chuyện ninh ngang mà nói chiếm Đài Loan như trước kia chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Putin ra lệnh cho các lực lượng xâm lược nước Ukraine, Putin đã có mặt ở Bắc Kinh để ký một cái tuyên bố chung với lại tập tập bình gồm 5.000 chữ. Tuyên bố là sự liên hệ Nga và Tàu Cộng không có giới hạn. Và nhà cầm quyền của Bắc Kinh của Tập Cập Bình nói rằng họ yểm trợ Putin. Cho nên khi mà sau khi Putin đánh Ukraine, lên, họ ra Liên Hiệp Quốc họ bỏ phiếu trắng. Rồi ra lệnh cho mấy cái thằng đàn em xúc xanh cũng phải bỏ phiếu trắng một cách xấu hổ. Trong khi đó thì ông George Wiki, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh Âu Châu tại Tàu Cộng đã nói rằng Tập cầm mình đến giờ này đang ở trong ngõ cụt. Đấy, quý vị thấy chưa? mỹ thì tuyên bố rằng tập cầm mình hết mơ dám đánh đài loan rồi Âu châu thì nói rằng tập cầm mình đang ở trong ngõ cụt vì họ thấy rõ ràng sức mạnh của nga nó chỉ là một đống cát vụn. bây giờ tôi đồng ý với cái ông này nói một câu nga chỉ là một cái lũ ăn hại nó cũng thua hun sen thì bây giờ hỏi làm sao mà làm cho Tập Cẩm Bình hy vọng để mà đánh Đài Loan. Trong khi Mỹ quá hay giúp tiền, giúp bạc, giúp võ khí lên đến cả chục tỷ đô la mà bây giờ còn đang gia tăng 33 tỷ đô la. Và ông Chủ tịch Phòng Thương mại Limio Châu tại Tòa Cộng nói rằng là Tập Cẩm mình chưa công khai tuyên bố thay đổi đường lối nhưng trong tâm hồn ông ta đã không dám nói những điều gì về cái sự liên hệ của ông ta đối với putin tại washington thì giám đốc cia còn cho biết là tập cả mình bây giờ đang không được bất ổn con người bây giờ đang bị bất ổn về tổn hại danh tiếng đối với tổng cộng lâu nay lỡ tuyên bố đánh đài loan mà bây giờ không dám đánh trong khi ông ngoại trưởng của Đài Loan là ông Joseph Wu ông nói một câu Nếu Tập Cẩm Bình dại dột mà đánh Đài Loan Thì sẽ kiểu khốn khổ hơn Putin gấp trăm lần Quý vị thấy chưa Thì rõ rệt Bà Thái Anh Văn bà nói một câu Nếu mà Tập lén phán đối với Đài Loan Bà ấy chỉ bấm nút hỏa tiễn nó bay ra đập Tam Hiệp Chưa nói vấn đề thắng chưa nói vấn đề thua Thì 600 triệu dân trong vòng 30 phút cuốn trong ngoài biển Tập Cẩm Bình run chứ mà bây giờ nó thấy cái loại mà hòa tiến của Ukraine bắn và giết và phá tụi Putin. Một phần của Mỹ, một phần của Đức, một phần của ngay quốc gia đó. Đó là cái loại hỏa tiến M360, R360, Neptune. Nó đã bắn hạ cái xoáy hạm lớn nhất của Nga. Và tuần vừa rồi, rồi nó bắn hạ thêm hai xoáy hạm khác. Cho đến bây giờ tổng kết người ta đến 12 cái xoáy hạm của Nga đã bị bắn chìm ở biển Hắc Hải. Rồi ông ta còn nói thêm, William Burns nói thêm, kinh tế của Tàu cộng bây giờ thì coi như là khủng hoảng. Cái 2 năm vừa rồi, Tàu cộng đã bị tiêu đến vấn đề 80% các công ty làm việc, cho nên kinh tế bị suy sụp. Đó. Ông Burns còn nói rằng tôi nghĩ là Tàu cộng lo lắng bởi thực tế là những gì Putin đã làm, lại thúc đẩy người Âu châu và người Mỹ xích lại gần nhau hơn. Trước cái Cộng sản của Putin và Cộng sản của tổng Cầm Mình thích mua chuộc Âu Châu, thích mua chuộc Anh, thích mua chuộc Nhật Bản, thích mua chuộc Úc Đại Lợi để mà nó xa Mỹ. Và chúng nó nghĩ rằng nếu nó đánh chiến tranh xảy ra thì Mỹ sẽ bị cô đơn. Nhưng mà sự thực bây giờ thì chúng nó lại thấy khác hẳn. Không những Mỹ mà cả Liên minh Âu Châu đều tập hợp với Mỹ, nghe lời Mỹ để mà viện trợ đánh Putin. Quý vị nhớ cái ông Bộ trưởng Quốc phòng, uh, cố vấn quốc phòng của ông uh, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là ông tướng McHenry ông nói một câu: Hoa Kỳ sẽ làm cho Putin suy thoái đến cái độ không còn đủ khả năng để mà gây chiến. Quý vị đã nghe câu nói đó chưa? Làm cho Putin suy nhược đến cái độ không có thể gây chiến trong tương lai. Tức là cái đường lối của Mỹ là nó phải tiêu diệt Cộng sản Và nó nói là nó làm Đến giờ này nó viện trợ rất nhiều vũ khí mà loại tối tân nhất Làm cho quân đội Nga bị tiêu diệt Tàu Cộng ngồi bên cạnh ru như cầy sấy là như thế Kính thưa quý vị là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3 xin cảm ơn quý vị